chúng ta đã gần kết thúc năm nay rồi một năm mà có rất nhiều biến cố thì nghĩ là ai cũng đã khá mệt mỏi và cũng đã có sự sẵn sàng để chào đón một năm mới trong thị trường đầu tư rồi và tâm trạng các bạn hôm nay ra sao thường đã có môi bỏ phiếu ở trên những mạng xã hội các bạn thấy được là kết quả thì cũng tương tự như nhau mà thôi như là chúng ta thấy được đây là cái kết quả bỏ phiếu ở trên youtube thì có khoảng chừng là 1.000 bạn đã bỏ phiếu các bạn và câu hỏi là nếu bây giờ bạn có 1.000 đô bạn có mua thêm crypto mình đang ho đồ hay không có nghĩa là cái crypto mà tôi nghĩ bây giờ mà các bạn còn ho đồ thì đương nhiên các bạn cũng sẽ có một lòng tin có sự yêu thích crypto đó cho mình mới ho đồ cả năm nay tới bây giờ vẫn còn ho đồ thì uh, các bạn thấy được là 67% các bạn nói là yes ở trên YouTube còn ở trên Twitter thì sao? Thì các bạn sẽ thấy được là 63% nói là yes. Ở trên Telegram thì các bạn sẽ thấy được là kết quả cũng tương tự như vậy 64%. Có nghĩa là bây giờ các bạn vẫn còn rất là tự tin, rất là lạc quan về tương lai của cái đồng mình đang lưu trữ cho năm 2023. Nhưng mà điều thú vị đó là cách đây không lâu các bạn, 10 ngày trước đây thuận có một bài bỏ phiếu mà cũng rất nhiều bạn đang tham gia, đó chính là chúng ta đã thấy đấy chưa thì các bạn thấy được là 48% phần lớn các bạn đều nói là chúng ta vẫn chưa thấy đấy nhưng mà hôm nay thì phần lớn các bạn nói nếu có 1.000 đô thì sẽ mua thêm đây là một điều rất là thú vị nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu các bạn thấy là trên màn hình thì có 27% các bạn nói là yes chúng ta đã thấy đấy rồi còn 24% nói là không quan tâm có đây là những bạn mà đầu tư dài hạn tôi nghĩ là như vậy hay là trung bình giá cho nên thấy đấy hay chưa thì cũng không phải là quan trọng lắm cộng yes và không quan tâm là 51% thì tôi nghĩ là hôm nay phần lớn các bạn nói là nếu như có 1.000 đô thì sẽ mua thêm crypto nó cũng có cái sự hợp lý đó các bạn nhưng mà một số bạn thì nghĩ ngược lại thường đó có nhiều bạn thích cái kết quả bỏ phiếu bi quan càng bi quan thì càng tốt chúng ta có cơ hội để có sự hồi phục chứ còn nếu như mà nhiều bạn lạc quan quá thì cũng không tốt đâu đó là cái cách suy nghĩ khác <laughs> các bạn nghĩ sao hãy comment mình dưới cái video này Hôm nay là một ngày mà đầy tin tức cho nên tôi sẽ chủ yếu tập trung để mà chia sẻ tin tức với các bạn. Các bạn thấy được là có thể là bạn đang cảm thấy bi quan, bạn đang cảm thấy là năm nay là một năm mà thị trường rất là tệ thì cũng đúng thôi các bạn, nhìn vào giá cả là như vậy. Nhưng mà bên dưới giá cả đó chúng ta vẫn thấy một cái sự hy vọng các bạn, chúng ta vẫn thấy được không phải cũng đang bi quan đâu. Chúng ta nhìn thấy được bên dưới này đó là thống kê của những cái quỹ đầu tư mạo hiểm và cái số lượng tiền họ đã đem vào trong thị trường này các bạn có thể thấy được đó là cái số lượng tiền mà họ đem vào trong thị trường này trong năm 2022 đó đã lên tới 36 tỷ các bạn. Chúng ta chưa hết năm, chúng ta vẫn còn khoảng chừng 10 ngày nữa nhưng mà con số này đã cao hơn cả năm 2021 là 30.3 tỷ mà thôi thì các bạn thấy được là năm nay có thể là một năm mà nhiều bạn cảm thấy không tốt nhưng mà trên thực tế đó những quỹ đầu tư thì họ vẫn có rất nhiều tiền trong thị trường này nhiều hơn cả năm 2021 nữa và đương nhiên các bạn thấy được là cái số lượng tiền mà chuyện này vẫn đang rất là cao cho đến khi nào cho đến khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự kiện như là Three Arrows Capital, Voyagers và Celsius thì cái dòng tiền đã chậm lại và đặc biệt các bạn thì được là sau khi mà có FTX suy nghĩ dòng tiền nó lại càng sẽ chậm lại hơn. Nhưng mà cả năm nay thì chúng ta vẫn thấy được là tiền vào trong thị trường crypto từ những quỹ đầu tư mạo hiểm nó cao hơn cả năm ngoái và thật ra đó các bạn nhìn vào những lúc như là từ tháng 1 tới tháng 5, lúc đó thì giá cả vẫn đang đi xuống các bạn trong thời gian này nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng tiền vào trong thị trường hầu như là không có dấu hiệu giảm nào hết trong vòng 5 tháng đầu tiên. Có nghĩa là giá giảm thực ra cũng không phải là cái yếu tố lớn dẫn đến những quy đầu tư mạo hiểm họ không dám đem tiền cho thị trường này đâu. Chỉ chậm lại sau khi mà chúng ta thực sự có những cái sự kiện mà họ không ngờ đến như là Tuyero hay sau là Sausage. Sự... Mà đương nhiên chúng ta coi ftx nhưng mà một mặt khác đó thì đây là điều rất là cần thiết các bạn khi mà thanh lọc xong rồi đó chúng ta sẽ còn lại những công ty mạnh trong thị trường này những dự án tốt trong thị trường này những ai mà thực sự không vẫn lòng tin thì đã rời khỏi rồi những người còn lại là những người sẽ có lòng tin sâu sắc hơn và có thể cùng thị trường tiến xa hơn thì tuy là không ai muốn những sự kiện xảy ra đâu các bạn nhưng mà những sự kiện xảy ra nó cũng có giúp ích được cho sự phát triển dài hạn của thị trường chúng ta cũng tiếp tục thấy những cái thông tin như là tuy là nhiều bạn cảm thấy được là web3 hay là chúng ta nghe tới nơi game gamefi hay là nft thì nhiều bạn cảm thấy là bây giờ nghe nó không hứng thú gì hết nhưng mà thật sự đó là cho dù các bạn bây giờ không còn quan tâm nhiều bạn thì nói là có rất nhiều lừa đảo thì đương nhiên là đúng rồi các bạn nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà vì những cái dự án xấu những thành phần không tốt mà bác bỏ cả một lĩnh vực trong crypto thật ra các bạn không quan tâm nhưng mà trên một suy nghĩ nào đó đó thì thị trường nft cũng giống như như là web3 thì vẫn đang tiếp tục tiến tới các bạn chúng ta vẫn tiếp tục nhận những thông tin như là nhiều người nổi tiếng trong thị trường truyền thống đã vào trong thị trường crypto này và họ vào đó không phải là để đầu tư vào Bitcoin hay tùy nhưng mà thật sự họ vào để mà hỗ trợ phát triển web3. NFT Game 5 vân vân chúng ta đã thấy được COO của Activision Blizzard nhưng mà nào mà chơi những game như là Starcraft ấy, thì cũng sẽ biết là công ty này là một công ty làm game rất là nổi tiếng COO Daniel Day-Gray thì đã rời khỏi chức vụ của mình ở Activision Blizzard và bây giờ đã nhận chức vụ mới đó chính là CEO của Yoga Labs công ty mà đứng sau lưng Boy Apps Chúng ta cũng có một cái uh, cuộc thăm dò của công ty Coda Labs Thì họ đã thăm dò những cái uh, developers, những cái người mà lập trình uh, của những công ty đó. Thì bây giờ các bạn thấy được là những người lập trình của công ty đó, 75% nói là trong tương lai đó thì họ nghĩ là công ty của họ sẽ có những chiến lược liên quan đến Web3, những cái projects mà họ sẽ trực tiếp làm sẽ liên quan tới web 3, có nghĩa là 75% những người mà họ phỏng vấn đó đều nghĩ là web 3 thì vẫn là tương lai và thêm vào đó đó tổng cộng các bạn thấy được là 36% của những người mà được thao sát nói là web 3 sẽ khiến cho những người chơi game đó có một cái trải nghiệm tốt hơn và giữ chân được người chơi vào 40% thì nghĩ là web 3 sẽ có thể đem thêm nhiều người chơi mới vào trong thị trường các bạn thấy được là đã có biết bao nhiêu là game web 3 đó thì coi như đã thất bại rồi nhưng mà điều này cũng không làm những cái developer nản chí các bạn lúc mà bong bóng com xảy ra đó thuận còn rất là nhỏ cho nên thuận cũng không có hiểu nhiều đâu nhưng mà thuận nghĩ lúc đó cảm giác nó cũng đâu đó như là bây giờ đó các bạn giống như là sau khi mà bong bóng com vỡ năm 2000 thì lúc đó rất ít ai nghe nói tới những cái như là xem video trên mạng hay là chúng ta nghe nói tới thương mại điện tử nhưng mà thường nghĩ là sau khi mà có sự sụp đổ của nhiều công ty cung cấp giải trí trên mạng hay là cung cấp thương mại điện tử đó thì chúng ta sau đó vẫn có rất là nhiều những developer thường nghĩ là vẫn rất cân thú và vẫn nghĩ đó là tương lai cho dù lúc đó nhiều người không nghĩ như vậy cho dù lúc đó đó là chúng ta vẫn có rất nhiều lừa đảo có thể nói được là mãi cho đến là năm 2010 đó thì phần lớn mọi người cũng không có mua đồ trên mạng đâu các bạn ngay cả ở hoa kỳ cũng như vậy hầu như là người nhà có thường ai cũng không muốn mua đồ trên mạng hết đó, tại vì ai cũng nghĩ mua đồ trên mạng là lừa đảo giao thông tin ngân hàng của các bạn cho họ thì sẽ bị lấy cắp tiền hay là các bạn trả tiền rồi họ không giao hàng những điều đó có xảy ra hay không thì có xảy ra các bạn trước đây cũng xảy ra luôn nhưng mà những cái đó cũng được khắc phục theo thời gian và điều quan trọng hơn đó là chúng ta càng ngày càng có nhiều lực để mà bảo vệ thị trường thương mại điện tử cho nên chúng ta mới có cái thành công ngày hôm nay thuần thì bây giờ cũng nghĩ tương tự như mà thôi nhiều người thì không có thích là chính phủ can thiệp vào thuyền trường crypto này nhưng mà thật ra đó thì Thuận vẫn có lòng tin là khi chúng ta có cái luật rõ ràng thì thị trường này sẽ tiến thêm một bước nữa. Và Thuận thì hy vọng và thường nghĩ chúng ta sắp sửa có luật rồi. Thuận biết là những bạn nào mà theo kênh này nhiều năm đó thì cũng nghe câu này nhiều lần rồi. Lúc nào Thuận cũng nói là chúng ta có thể sắp sửa có luật nhưng mà lần này Thuận cảm thấy được là Thật sự sắp sửa có luật rồi. Nhìn vào một cái kênh nào đó thì uh, rất là trớ trêu các bạn. Những gì xảy ra liên quan tới uh, Luna UST hay là liên quan tới FTX. Thật sự là, là động lực để cho những nhà đọc pháp có thể nhìn vào thị trường này một cách nghiêm túc hơn để ra luật. Chứ nếu không họ cứ chỉ hoảng hoài. Và hay nếu như các bạn vẫn là một người độc thân và các bạn ưa thích crypto thì các bạn đừng lo. Tại vì dựa theo dating.com thì à, họ đã thống kê được theo khảo sát đó là 1/3 của tất cả những người độc thân bây giờ họ đã sẵn sàng để hẹn hò cho metaverse rồi các bạn, cho nên chúng ta vẫn còn hy vọng các bạn đừng có lo. Thêm vào đó chúng ta cũng thấy được là công ty Visa thì à, bây giờ họ vẫn chưa có một chiến lược nào rõ ràng nhưng mà bây giờ họ đang nghĩ đến là làm sao để có thể tích hợp được với lại mạng lưới của Ethereum để có thể là cung cấp dịch vụ trả tiền tự động. Họ vẫn chưa có nói rõ đây các bạn và đây cũng không phải là một cái lời hứa hẹn khi nào họ mới thực hành. Nhưng mà các bạn biết là Visa và Master đó thì mới đầu họ cũng là những công ty mà chống lại thị trường này. Nhưng mà các bạn đã biết là họ dù sao nữa cũng biết đây là tương lai rồi cho nên Visa và Master đã trở thành những công ty cực kỳ ủng hộ crypto luôn các bạn và bây giờ họ lại muốn tiến thêm một bước nữa và cho dù bây giờ đó rất nhiều những cái công ty họ lo ngại về luật của Hoa Kỳ nhiều công ty khác thì vẫn muốn tiến vào Hoa Kỳ tại vì các bạn đã biết đây là một cái thị trường rất lớn cho crypto sàn Gate.io đó họ nói là họ đã sắp sửa có đầy đủ những cái giấy phép kinh doanh để họ có thể là có một sàn giao dịch ở Hoa Kỳ rồi và đương nhiên ở Hoa Kỳ đó thì hiện bây giờ nếu nói là sàn quốc tế mà có một chi nhánh ở Hoa Kỳ thì bây giờ không còn bao nhiêu sàn hết các bạn. Trước đây chúng ta có FTX US cũng đã khai bao bị phá sản chung với lại FTX rồi. Chúng ta có Binance US hiện bây giờ và những sàn như là Kraken, Coinbase, Gemini là những sàn đã bắt đầu từ Hoa Kỳ. Thì nói chung ngoại trừ Binance US ra đó, bây giờ chúng ta không còn một sàn quốc tế nào mà có chi nhánh Hoa Kỳ nữa. Gemini có phải là sàn kế tiếp hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin. Và nói tới Binance thì các bạn thấy được là đối với những sự chỉ trích gần đây thì Binance cuối cùng à, cũng đã tham gia vào hiệp hội thương mại kỹ thuật số các bạn. Đây là một cái hiệp hội mà những thành viên đó đóng góp tiền vào cho hiệp hội này và tiền đó sẽ được dùng để có thể kết nối với là những nhà lập pháp, những người mà có thẩm quyền để có thể thúc đẩy những cái chiến lược, những cái lực tốt cho thị trường crypto này. Bây giờ thì Binance cũng đã tham gia vào rồi các bạn. Cho dù Binance có lớn cấp mấy đi nữa đó, tôi nghĩ đây cũng là một cái bước đi hợp lý mà thôi tại vì binance có lớn cái máy nữa thì cũng đang bị tấn công hiện bây giờ từ khắp nơi cho nên có thể là tham gia một cái hiệp hội như thế này thì có thể là dùng tiền để có thể kết nối được với là nhiều người giúp đỡ được cho mình có những cái luật tốt hơn và đó cũng là lý do tại sao mà thuận nghĩ là bất cứ ai nói là hoa kỳ sẽ cấm crypto đó họ thực sự không có hiểu cái cách hoạt động bên trong của chính trị hoa kỳ như thế nào các bạn hoa kỳ thì uh, họ có những cái nhóm lobbyists đây là những cái nhóm người mà họ quen biết rất nhiều nghị sĩ và họ có thể kết nối một cái ngành nào đó thường họ đại diện cho một ngành các bạn chứ không phải là một công ty thì họ sẽ đại diện cho cả một ngành nào đó để có thể là hỗ trợ những nghị sĩ đó họ biết nghị sĩ nào cần được giúp đỡ hay là đang ra ứng cử và cần cái gì họ sẽ dùng tiền của mình để có thể giúp đỡ nghị nghị sĩ đó có thể giữ được chức ghế của mình hay là có thể đắc cử một cái chức vụ nào đó rồi sau đó nghị sĩ đó thì đương nhiên cũng sẽ có những cái hứa hẹn cho cái ngành đó là khi mà trở thành nghị sĩ hay là trở thành một người có chức quyền là thì sẽ có những chiến lược như thế nào cho cái ngành đó các bạn và bất cứ ngành nào cũng có những cái lõi biên có những cái hiệp hội rất có quyền lực các bạn tiền điện tử cũng đã có một hiệp hội như vậy cho nên các bạn thấy là tại sao bao nhiêu năm qua đó chúng ta vẫn thấy là ở Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn có những cái công ty như là họ bán thuốc lá được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thì được là những cái hiệp hội đó nó rất là mạnh. Bất cứ một cái luật nào đưa ra để mà chống lại ngành đó đó hay là không tốt ngành đó thì đều bị giữ lại. Những cái nghị sĩ này họ sẽ ra sức để mà hỗ trợ cái ngành đó. Nhưng mà cho dù chúng ta không có nói tới những cái nhóm lobbyists, chúng ta chỉ nói tới cái quyền lợi của nhiều nơi khác nhau Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy được khả năng crypto bị cấm hầu như là không có đối với thuận đó, đây là cái chu kỳ đầu tiên mà thuận hoàn toàn không có cái sự lo lắng liên quan tới crypto sẽ biến mất hay là crypto sẽ bị cấm bởi một quốc gia lớn nào tại vì các bạn thấy được là ngay cả hoa kỳ thì rất là nhiều những dự luật thì họ đã dựa vào một phần thu nhập từ crypto các bạn đã nhớ là cái tay không lâu cái dự luật liên quan tới cơ sở hạ tầng ở hoa kỳ thì các bạn hãy nhớ là một phần tiền để có thể là hỗ trợ dự luật đó là sẽ đến từ thu thuế của ngành crypto Bây giờ chúng ta cũng có thêm một cái dự luật khác nữa Dự luật này là một cái dự luật để mà bảo vệ động vật hoang dã Các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy Thì dự luật này đó nói là họ cần một số tiền khoảng chừng là 1,3 tỷ đô la mỗi năm Trong vòng 10 năm để có thể bảo vệ động vật hoang dã Và một phần của cái số tiền này đó thì họ nói là sẽ đến từ thị trường crypto nhưng mà đặc biệt đó là họ nói là crypto bây giờ đó không có cái lực gọi là wash trade Hiểu đơn giản giống như là các bạn bây giờ đang lỗ đi Bây giờ gần cuối năm rồi Giống như là các bạn đợi tới ngày là 30 tây tháng 12 đi Thì lúc đó các bạn sẽ bán hết Bitcoin của mình Là các bạn bán lỗ Và sau đó ngày 1 tây các bạn mua trở lại Thì tại sao các bạn lại muốn làm như vậy Tại vì khi các bạn bán lỗ đó cuối năm thì các bạn có thể là ghi vào cái số lượng tiền mình bị lỗ để các bạn thay thuế cho năm đó nhưng mà sau đó các bạn lại ngay lập tức mua trở lại để các bạn có lại cái số lượng crypto đó đây là một trong những cái cách làm mà có thể làm được trong crypto hiện bây giờ nó gọi là wash trade nhưng mà ở trong thị trường chứng khoán đó thì không làm được các bạn nếu như mà các bạn bán một chứng khoán mà các bạn mua lại trong vòng 30 ngày đó thì coi như là quá straight thì cái số tiền mà các bạn lỗ đó sẽ không được tính tại vì các bạn đã mua lại quá sớm nhưng mà crypto thì không có thì trong cái dự luật này đó họ nói là họ muốn đóng lại cái lỗ hỏng thuế đó nhưng mà các bạn có biết là khi mà được bỏ phiếu đó thì đã bị thất bại rồi tại vì có rất là nhiều người ở trong quốc hội bây giờ ngay cả muốn đóng lại cái lỗ hỏng thuế họ cũng không chấp nhận dẫn đến là cái dự luật này bây giờ đã coi như thất bại ở trong quốc hội đây cũng là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là trong quốc hội đó crypto Thật sự là có nhiều người bạn hơn là các bạn nghĩ Và những người bạn đó đương nhiên là được hỗ trợ rất tốt Từ những cái nhóm lobbyist Cho nên họ sẽ đại diện cho trường crypto này Để mà đẩy lui những cái dự luật nào mà họ cảm thấy là không tốt cho crypto Let's go Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a